Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Anh Giờ Bảy Vlog. Thì các bạn hãy cho mình một cái nút đăng ký kênh để khi mà mình lên clip video và vlog ấy, thì chúng ta sẽ được gặp nhau và giao lưu chuyện trò. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà một số bạn có thắc mắc hỏi mình là anh ơi, thì em đang cần tiền gấp này, em đang có nhu cầu mua cái này mua cái kia mà em không có những cái tài sản có thể thế chấp ngân hàng như là sổ đỏ hay là xe ô tô, thì em có nên vay tín chấp hay không, và vay tín chấp ở đâu thì sẽ là tốt. Ngoài ra thì bạn ấy cũng có hỏi mình là so với vay cầm đồ thì tín chấp nó có an toàn hay không, có gì rủi ro không. Thì thực ra thì trước tiên chúng ta phải hiểu được là khi các bạn đi vay thế chấp tài sản rồi thì là các bạn đã có sổ đỏ này, các bạn sẽ có ô tô này, thì đảm bảo điều kiện nữa nhé. Thì bên ngân hàng người ta sẽ cho các bạn vay với mức lãi suất là rất là ưu tiên, có thể trên dưới 1%, 1% trên dưới 1% trên một tháng ấy. Còn đối với năm thì nó rơi vào độ trên dưới 10% một năm. Tôi lấy ví dụ như một ông nọ, ông ấy đi cầm sổ đỏ ở ngân hàng và ông vay số tiền là 500 triệu đồng. Thì với cái lãi suất là 10% một năm thì trong vòng một năm thì ông sẽ mất bao nhiêu tiền? Ông ta sẽ mất 50 triệu tiền lãi, trên dưới đấy, trên dưới khoảng đấy, tùy từng cái lãi suất áp dụng của từng ngân hàng. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà các bạn không có cái giấy tờ hoặc là không có giấy tờ như là biển đỏ sổ đất ấy, hay có những cái tài sản giá trị cao như là ô tô thế chấp, thì các bạn có thể thế chấp bằng cái gì và theo hình thức nào? Thì các bạn có thể thế chấp bằng cái hình thức như nếu như những bạn nào mà đi làm nhà nước này hoặc làm ở những doanh nghiệp lớn này, mà những cái đơn vị đấy họ có mã số thuế và họ có cấp cho các bạn thẻ bảo hiểm y tế có cái mã GN hoặc mã HC doanh nghiệp hoặc hành chính ấy, thì các bạn đủ điều kiện để có thể được xét duyệt cho vay tín dụng ở các đơn vị tổ chức tài chính hoặc các ngân hàng. Thì đó là những bạn trong đối tượng ưu tiên hàng đầu nhé. Và những bạn có mức lương trên 15 triệu thì lại quá tuyệt vời luôn. Các bạn sẽ được vay cái gói căng đét của các đơn vị tài chính, tín dụng hoặc ngân hàng cho vay tín dụng với mức lãi suất thấp nhất và ưu đãi nhất. Thấp nhất nó có thể rơi vào độ chỉ 17% một năm. Còn đối với các gói khác, ví dụ như vay theo hóa đơn điện nước này, vay theo hóa đơn tiện ích đấy, như là truyền hình cáp quang nữa, thuê bao di động trả sau, hay là hình thức gói vay cộng theo hình thức là các bạn đã có vay và có hợp đồng ở một đơn vị tín dụng nào đấy trước đó rồi và các bạn đã đóng được tối thiểu từ 4 cho đến 6 tháng. Đấy. Thì cũng có một số đơn vị tài chính họ cũng có thể du di cái thời gian này. Tuy nhiên thì cái mức lãi suất ở các gói còn lại nó sẽ thường là cao hơn, và có những gói nó lên tới độ 5-7-6-2%. Tuy nhiên thì so với các bạn đi vay ở các tiệm cầm đồ hoặc vay bên ngoài vay nóng thì nó còn dễ chán, nói thật là như thế.
Mà cái vay tín dụng này thì nó cũng rất là đảm bảo và rất là tốt, vì các bạn không cần bất kỳ một cái tài sản thế chấp nào, các bạn chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện theo từng gói thì họ sẵn sàng họ giải ngân cho các bạn luôn. Thì vay tín chấp sẽ giúp các bạn là có thể thực hiện được những cái nhu cầu, cái mong muốn nhất thời của các bạn hoặc là mong muốn hiện tại của các bạn. Ví dụ như các bạn đang kết, ồ em kết cái con điện thoại iPhone 11 này lắm rồi, bây giờ em gom vẫn chưa đủ tiền này, bây giờ em muốn vay, mà em đi làm em có lương này, em làm cho doanh nghiệp tư nhân thôi, mà doanh nghiệp của em là có lương, doanh nghiệp của em có đóng bảo hiểm y tế cho em đấy, thì ok, rất tốt, các bạn nên vay tín chấp đấy. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý là khi mà chúng ta vay được rồi ấy, thì chúng ta phải hiểu một điều nguyên tắc, không ai cho không ai điều gì cả, đúng không ạ? Các bạn không cần tài sản để mà thế chấp, đúng không? Các bạn cũng sẽ không phải lo lắng hay mất phí quá nặng khi vay bên ngoài, thì tín chấp là hình thức rất hợp lý luôn đấy. Thì khi mà vay tín chấp ở các đơn vị tổ chức tài chính hoặc ngân hàng thì các bạn nên đưa ra cho mình cái phương án làm việc tăng năng suất lao động, phát huy tốt nhất cái giá trị của bản thân mình bằng cái thực tế, đó là số tiền các bạn kiếm được hàng tháng nó sẽ phải tăng lên. Như vậy nó vừa thúc đẩy các bạn phát triển lên lại vừa là động lực để các bạn có thể đảm bảo được cái việc trả nợ đúng hẹn và không bị nợ xấu. Các bạn lưu ý này, bao giờ đến ngày đóng hạn tín dụng ấy, thì nhân viên hoặc là tổng đài họ sẽ gửi tin nhắn hoặc họ sẽ trực tiếp gọi điện cho bạn và thông báo là anh ơi, trước ngày này thì anh nên là đóng cho bên em, hoặc trước ngày này anh phải đóng cho bên em, thì các bạn nên đóng đúng hẹn cho người ta. Còn trong trường hợp mà các bạn chưa xoay được tiền, các bạn đang gom góp ấy, mà chưa đủ ấy, thì các bạn có thể chậm đến khoảng 3 ngày mà cái thời điểm nhân viên người ta thông báo. Nhưng các bạn chỉ nên chậm đến như thế thôi, chứ các bạn không nên để chậm quá 10 ngày, vì các bạn chậm quá 10 ngày là các bạn sẽ bị đánh vào cái trường hợp đó là nợ xấu rồi. Và nợ xấu thì cái hợp đồng đấy nó không được đẹp, nó xấu, nói chung là nó xấu. Và sau này các bạn có muốn vay ở những cái đơn vị tổ chức tài chính hoặc các ngân hàng mà người ta nhìn vào trong hồ sơ của bạn là ồ, ông này đang có nợ xấu, là người ta có thể sẽ không xét duyệt cho các bạn. Và đó là cái điều các bạn nên chú ý. Còn tất nhiên có một số bạn nói là có nhiều người khoe là người ta vay tín chấp ở các đơn vị tài chính người ta xù được. Xin thưa các bạn là các bạn không xù được đâu, các bạn không xù được đâu. Và nếu như các bạn có xù được thì lần sau các bạn vay cũng không ai cho các bạn vay cả đấy. Cho nên là các bạn phải cân nhắc rất kỹ cái vấn đề này. Bao giờ quyền lợi nó cũng đi đôi với trách nhiệm, và vay tín chấp sẽ giúp các bạn giải quyết được cái nhu cầu hiện tại luôn mà các bạn không cần phải chờ đợi. Như các bạn kết hôn này, các bạn mua sắm trang thiết bị đồ dùng sinh hoạt để tăng cái chất lượng sống, cuộc sống của các bạn và cuộc sống của gia đình các bạn đấy, thì các bạn nên nên vay tín chấp. Một cái vấn đề nữa đó là nhiều người thắc mắc là tại sao mà khi em vay tín chấp của đơn vị tổ chức tài chính hoặc ngân hàng thì nhân viên người ta lại yêu cầu đề nghị em là phải mua một cái gói bảo hiểm nữa. Thì thực ra này này, các bạn phải hiểu bản chất của bảo hiểm nó rất là có ích đối với bản thân chúng ta, gia đình và xã hội. Nó mang lại cái giá trị đảm bảo về tài chính, sức khỏe và tương lai lâu dài cho bản thân chúng ta, con cái chúng ta và những người thân yêu trong gia đình của chúng ta.
cũng như là mang lại những cái giá trị tốt đẹp khác cho xã hội nữa. Mà cái khoản vay bảo hiểm tài chính trong cái gói vay tín dụng của bạn ấy, thì nó sẽ bảo hiểm cho cái số tiền vay của bạn trong cái trường hợp rủi ro không mong muốn. Ví dụ không may mà chúng ta đang trong quá trình trả nợ cái hợp đồng tín dụng đấy, mà các bạn bị suy giảm sức khỏe này, hoặc các bạn không có khả năng lao động nữa, thì cái đơn vị bảo hiểm người ta sẽ đứng ra trả cái số tiền mà các bạn vay cho cái đơn vị tín dụng trong hợp đồng đầy đủ đấy. Và các bạn đừng lầm tưởng là cái gói bảo hiểm đấy là nó sẽ bao gồm bảo hiểm y tế này, bảo hiểm tài chính hay bảo hiểm tương lai gì đấy, không phải đâu. Cái gói bảo hiểm đấy nó chỉ bảo hiểm cho cái số tiền các bạn vay tín dụng thôi. Và bao giờ thì khi các bạn vay, tôi ví dụ các bạn vay tín dụng 50 triệu thì nhân viên người ta sẽ thường tặng luôn cho các bạn cái gói bảo hiểm tài chính đấy, nhưng nó tính vào trong cái tổng dư nợ của bạn. Như vậy đáng lẽ là các bạn vay 50 triệu thôi, nhưng thực tế nó có thể lên tới 53 triệu hoặc hơn 53 triệu, tức là bao gồm 50 triệu tiền gốc các bạn vay cộng với gói bảo hiểm trên 3 triệu nữa, để đảm bảo an toàn cho cái gói tài chính mà các bạn vay trong trường hợp nếu như các bạn gặp rủi ro đấy. Thì cái này là cái tốt các bạn ạ, chúng ta không nên tiếc đấy, không nên tiếc cái gói bảo hiểm này. Thì trong quá trình giải ngân thì người ta sẽ giải ngân vào trong tài khoản của bạn là 50 triệu thôi đấy. Nhưng tổng tất cả dư nợ của bạn là hơn 53 triệu bao gồm cả gói bảo hiểm đấy, thì đó là cái điều đương nhiên rồi, cái điều phù hợp, các bạn nhớ nhé, nó là rất phù hợp. Thì mình kết thúc cái video này ở đây. Và nếu như anh em nào còn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở dưới video và mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu những vấn đề mà các bạn đang khúc mắc về cái vấn đề các bạn vay tài chính tín dụng tiêu dùng đấy. Còn các bạn nhớ là cái tín dụng nó rất là tốt. Tín dụng khi các bạn vay thì các bạn sẽ tăng đẩy cái sức mua của cả xã hội lên đấy, kích cầu cái nền kinh tế tài chính phát triển càng ngày mạnh hơn và mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội hiện tại và tương lai nữa. Và chúng ta cũng là những người được hưởng lợi, con cháu chúng ta cũng là những người được hưởng lợi từ sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Và các bạn vay tín dụng là các bạn cũng đã giúp cho cái một phần, đóng góp một phần của mình vào trong cái sự phát triển của nền kinh tế xã hội đấy. Cho nên các bạn cũng đừng cân đo đong đếm làm gì nhiều, mình thích thì mình cứ vay thôi đấy, mình vay thì mình trả được, đúng không? Rồi, ok, xin chào các bạn.